Hàng nghìn người biểu tình bên ngoài quốc hội Mỹ phản đối thủ tướng Israel Bà Harris có khởi đầu thuận lợi nhưng chướng ngại vật vẫn chờ phía trước Lý do F-16 sẽ được đồn trú tại sân bay Starokonstantinop Nga cảnh báo Armenia có thể trở thành Ukraine tiếp theo Phản ứng bất ngờ của Nga trước đề xuất đàm phán hòa bình của Ukraine Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Hàng nghìn người biểu tình đã tập trung ở Washington DC, nước Mỹ để phản đối chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng thời yêu cầu chấm dứt tình hình chiến sự ở giải Gaza. Theo hãng tin AP, những người biểu tình đã chiếm giữ một số tòa nhà khi tuần hành qua các đường phố ở thủ đô nước Mỹ. Họ mang theo cờ Palestine cùng các biểu ngữ kêu gọi ngừng bắn ở giải Gaza tự do cho người Palestine, kêu gọi Mỹ chấm dứt viện trợ cho Israel và bắt giữ Thủ tướng Netanyahu. Trước khi tuần hành, những người tổ chức biểu tình gồm cả người gốc Palestine và Do Thái đã đứng trên sân khấu chỉ trích chính phủ Mỹ cùng Israel phạm tội ác diệt chủng thành viên tổ chức bác sĩ chống nạn diệt chủng Karame Kuemele nói rằng cô và các đồng nghiệp ngành y kinh hoàng trước hành động hủy hoại hệ thống y tế ở giải Gaza. Cảnh sát đã dùng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông biểu tình tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ. Trong lúc Thủ tướng Israel phát biểu bên trong, cảnh sát khu vực đồi Capitol cho biết một số người biểu tình đã tìm cách vượt rào chắn xông vào tòa nhà và không lùi lại khi cảnh sát yêu cầu. Trước đó, Tổ chức Phong trào Tuổi Trẻ Palestine PIM thông báo người biểu tình đã gây hỗn loạn bằng cách thả côn trùng, dòi bọ trong phòng hội nghị và hành lang khách sạn Watergate, nơi phái đoàn của Thủ tướng Netanyahu lưu trú lại trong chuyến thăm thủ đô Washington. Côn trùng xuất hiện ở nhiều tầng khác nhau, còn chuông báo cháy khách sạn vang lên trong khoảng 30 phút. Bên ngoài nhà ga Union Station, người biểu tình đã đốt ít nhất một lá cờ Mỹ và thay thế những lá cờ đang bay ở khu vực vòng xoay giao thông Columbus bằng cờ Palestine, nhưng lực lượng chức năng đã tháo bỏ sau đó người biểu tình còn chiếu ảnh chân dung của Thủ tướng Netanyahu lên tường khách sạn Watergate, kèm thông điệp bắt giữ tội phạm chiến tranh. Theo báo USA Today, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có bài phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ vào chiều 24 tháng 7 sau khi nhận lời mời từ Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các nhân vật cấp cao từ lưỡng viện Mỹ. Động thái này vấp phải sự chỉ trích từ những người phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại giải Gaza, vốn bị các tổ chức y tế cáo buộc đã cướp đi sinh mạng gần 40.000 cư dân ở khu vực này. Hàng chục nhà lập pháp Mỹ cũng tuyên bố không dự buổi phát biểu của ông Netanyahu. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, người chủ trì thượng viện Mỹ theo nghi thức, cũng không thể có mặt tại buổi phát biểu của nhà lãnh đạo Israel do bận tham dự một sự kiện ở thành phố Indianapolis thuộc bang Indiana, nước Mỹ. Tuy nhiên, bà Harris vẫn có buổi gặp ông Netanyahu cuối tuần này. Thủ tướng Netanyahu đã kêu gọi Washington đẩy nhanh viện trợ quân sự cho Tel Aviv Ông nói: "Hãy cung cấp cho chúng tôi công cụ nhanh hơn và chúng tôi sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn." Ông cũng đưa ra những ý tưởng về kịch bản Gaza thời hậu chiến, nhưng chúng khác với những điều khoản mà nhà trắng và một số nước Ả Rập mong muốn. Ông muốn phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa Gaza và Israel không muốn xây các khu định cư ở vùng đất này, song nói rằng Tel Aviv muốn duy trì trách nhiệm an ninh ở Gaza để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Ông Netanyahu nêu thêm Gaza cần một chính quyền dân sự do những người Palestine không muốn phá hủy Israel điều hành. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng tuyên bố trước đó rằng, dù cho tổng thống kế tiếp của Mỹ là ai, Israel vẫn là đồng minh quan trọng và không thể thiếu của Mỹ tại Trung Đông. Và mới đây nhất, thủ tướng Israel đã đề xuất cùng Mỹ thành lập một khối quân sự mới theo mô hình của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Trung Đông để chống lại Iran. Ông Netanyahu nhấn mạnh, Mỹ đã thành lập một liên minh an ninh ở châu Âu. Tương tự như vậy, Mỹ và Israel ngày nay có thể hình thành một liên minh an ninh ở Trung Đông để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của Iran. Đài RT dẫn lời ông Netanyahu nói thêm, hình ảnh thoáng qua về liên minh đó đã hiển hiện vừa qua khi Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào Israel và Mỹ cùng Anh đã giúp bắn hạ một phần trong số đó. Nhà lãnh đạo Israel cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã gắn kết liên minh đó lại với nhau đồng thời cảm ơn cựu Tổng thống Donald Trump vì đã làm trung gian dàn xếp hiệp định Abraham giữa Israel và một số nước Ả Rập lúc đương chức. Thỏa ước hòa bình Abraham nhằm khuyến khích các quốc gia Ả Rập tham gia vào các thỏa thuận thương mại và ngoại giao, từ đó mang lại hòa bình, không phải chiến tranh cho khu vực. Thỏa ước đã có được sự tham gia của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Maroc và Sudan. Cũng chính ông Trump đã nối lại quan hệ với Ai Cập và Jordani. Ngoài ra, ông Netanyahu cũng đề xuất gọi phiên bản NATO ở Trung Đông là Liên minh Abraham. Theo ông, các nước đang hòa bình với Israel hoặc có ý định làm như vậy nên gia nhập liên minh mới vì Iran là mối đe dọa đối với tất cả các nước này. Thủ tướng Israel lập luận thêm rằng, khi chiến đấu và nỗ lực ngăn chặn Tehran có được vũ khí hạt nhân, đất nước của ông không chỉ bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ cả các quốc gia khác. Trong khi đó, Mỹ đã viện trợ quân sự cho Israel trong suốt cuộc xung đột kéo dài với Hamas. Dưới sức ép của các bên, Mỹ đã đề xuất một kế hoạch ngừng bắn gồm 3 giai đoạn cho Gaza. Nhưng tới nay, cả Israel và Hamas vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Israel tuyên bố sẽ không dừng lại cho đến khi loại bỏ được khả năng quân sự của Hamas và đưa tất cả những con tin bị bắt trong cuộc tấn công của Hamas về nước. Gần đây, lực lượng Hezbollah tại Liban đã tung video quay bằng thiết bị bay không người lái về căn cứ quân sự của Israel. Đây là video thứ ba Hezbollah tung ra nhằm thể hiện khả năng theo dõi các công trình quan trọng trong lãnh thổ Israel cơ sở quân sự của Israel nằm trong tầm ngắm lần này là căn cứ không quân Ramat David nằm sâu 50 km trong lãnh thổ nước này. Đoạn video cho thấy cả hệ thống phòng không vòm sắt bên trong căn cứ Ramat David. Hezbollah khẳng định đoạn video dài hơn 8 phút, hầu hết được quay hôm 23 tháng 7. Video còn có những cảnh quay ban đêm mà Hezbollah tuyên bố được ghi lại trước đó và một số hình ảnh khác mà phong trào này cho biết đã được chụp hồi đầu tháng 7. Hezbollah nói rằng đó chỉ là một phần trong những gì thiết bị bay không người lái của phong trào này ghi lại. Người phát ngôn của quân đội Israel xác nhận trên mạng xã hội X rằng đoạn video đã được quay bởi thiết bị bay không người lái và hoạt động của căn cứ Ramat David không chịu ảnh hưởng. Hezbollah nói rằng video được công bố phản ánh khả năng giám sát của phong trào này với Israel. Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh thành phố cảng Haifa của Israel và video thứ hai sau đó ghi hình ảnh cao nguyên Golan. Theo kênh Al Jazeera, Hezbollah nói rằng đây là thông điệp gửi tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu người đang ở Mỹ, rằng phong trào này đã sẵn sàng nếu nhà lãnh đạo Israel chọn mở rộng cuộc đối đầu. Các đoạn video là cách để Hezbollah minh chứng năng lực tình báo của phong trào này. Vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường thăm Mỹ. Ông Netanyahu đã có bài phát biểu tại cuộc họp chung của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Thủ tướng Israel vào ngày 25 tháng 7 để thảo luận về tiến trình hướng tới lệnh ngừng bắn ở giải Gaza và thả con tin. Phó Tổng thống Kamala Harris trước đó đã có lịch trình gặp riêng Thủ tướng Netanyahu. Chuyến thăm Mỹ diễn ra ở thời điểm ông Netanyahu phải đối mặt với sức ép về thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hamas ở giải Gaza. Trong khi đó, nước Mỹ đang tập trung vào vấn đề bầu cử sau khi Tổng thống Biden từ bỏ tái tranh cử. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có bài phát biểu trước các nhà lập pháp Mỹ, trong đó phát thảo ra một kế hoạch nhằm phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa giải Gaza hậu xung đột. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 1 giờ, ông Netanyahu đã tìm cách củng cố sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel, đặc biệt là nguồn cung cấp vũ khí, trước sự chỉ trích ngày càng tăng của quốc tế sau hơn 9 tháng xung đột ở vùng đất Palestine, có nguy cơ gia tăng thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Ông Netanyahu nhấn mạnh, viện trợ quân sự nhanh chóng của Mỹ có thể đẩy nhanh đáng kể việc chấm dứt xung đột ở Gaza và giúp ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông. Ông Netanyahu cũng cho biết Israel đang nỗ lực để giải cứu các con tin bị lực lượng Hamas giam giữ và nhấn mạnh tới tầm nhìn về một Gaza phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa. Theo đó, Israel sẽ không chấp nhận Hamas quay trở lại nắm quyền hay vai trò của chính quyền Palestine tại Gaza hậu xung đột. Trong khi hàng chục đảng viên Đảng Dân chủ không mặn mà với bài phát biểu của ông và hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Palestine biểu tình bên ngoài khu vực Điện Capitol, ông Netanyahu bác bỏ những lời chỉ trích về việc chiến dịch của Israel đã tàn phá vùng đất của người Palestine và khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng ông netanyahu nhấn mạnh những người biểu tình chống israel đứng về phía hamas và nên xấu hổ về bản thân mình ông nói theo tất cả những gì chúng tôi biết iran đang tài trợ cho các cuộc biểu tình chống israel đang diễn ra bên ngoài tòa nhà này mặc dù không đưa ra được chứng cứ ông chỉ trích các cáo buộc về nạn đói ở gaza là do hamas tự đưa ra và khẳng định israel đang bảo vệ dân thường tại đây ông cho biết israel đang tham gia tích cực vào nỗ lực giải thoát những con tin còn lại bị hamas bắt giữ Hàng chục nhà lập pháp Mỹ đã bỏ qua bài phát biểu của ông, bày tỏ sự thất vọng trước hàng nghìn thường dân thiệt mạng và cuộc khủng hoảng nhân đạo từ chiến dịch của Israel tại Gaza. Phản ứng trước những tuyên bố của ông Netanyahu, lực lượng Hamas cho rằng bài phát biểu trên cho thấy nhà lãnh đạo Israel không muốn tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, Mahmoud Abbas, tái khẳng định lập trường rằng chỉ có một giải pháp nhằm đạt được an ninh và sự ổn định cho xung đột Israel-Palestine, đó là thành lập một nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Vừa qua, trong bài phát biểu gửi tới toàn dân từ phòng bầu dục tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến nêu lên lý do vì sao ông chấm dứt chiến dịch tái tranh cử. Dẫn các văn bản trích đoạn được Nhà Trắng công bố từ trước, đài NBC News cùng các hãng truyền thông khác đồng loạt đưa bài phát biểu của ông rằng việc bảo vệ nền dân chủ quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào. Tôi có được sức mạnh và tìm thấy niềm vui khi làm việc cho người dân Mỹ. Nhưng nhiệm vụ thiêng liêng nhằm hoàn thiện sự kết hợp của chúng ta không phải là về tôi, đó là về bạn, gia đình của bạn, tương lai của bạn. Trước đó, vị tổng thống thứ 46 này của Mỹ đã kết thúc nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào tuần trước, bày tỏ sự ủng hộ đối với phó tổng thống Kamala Harris trở thành ứng viên tranh cử chính thức của Đảng Dân chủ. Theo hãng tin Reuters, bằng cách từ bỏ nỗ lực tái tranh cử Ông Biden đã dọn đường cho phó tổng thống Kamala Harris trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên trong lịch sử giành tấm vé tranh cử tổng thống của Đảng Dân Chủ. Ông Biden phải đối mặt với sức ép từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng sau gần một tháng có màn thể hiện có phần kém thuyết phục tại vòng tranh luận đầu tiên với đối thủ Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump. Tổng thống Biden nói thêm rằng, tôi đã quyết định con đường tốt nhất là truyền ngọn đuốc cho thế hệ mới. Đó là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta. Nhiệm kỳ hiện tại của ông sẽ kết thúc vào tháng 1 năm 2025. Theo NBC News, Tổng thống Biden còn nhấn mạnh, trong 6 tháng tới, tôi sẽ tập trung thực hiện công việc của mình với tư cách là tổng thống. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục giảm gánh nặng cho những gia đình lao động chăm chỉ và phát triển nền kinh tế của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền tự do cá nhân và quyền công dân, từ quyền bầu cử đến quyền lựa chọn. Cũng trong bài phát biểu Tổng thống Biden đã đề cập đến mối nguy hiểm nếu như ông Donald Trump tái đắc cử và kêu gọi cử tri không bầu cho ông Trump. Kể từ sau quyết định của Tổng thống Joe Biden về việc dừng tái tranh cử, ông Donald Trump đã đảm nhận danh hiệu người lớn tuổi nhất được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống, danh hiệu mà ông Biden vừa từ bỏ. Các thành viên nổi bật của Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng lật ngược lại những lời chỉ trích từng nhằm vào ông Biden, nhấn mạnh tuổi tác của ông Trump là một vấn đề lớn trong cuộc đua bầu cử. Lúc này, họ hoàn toàn thoải mái làm điều đó khi ứng cử viên tiềm năng nhất của Đảng Dân chủ, Kamala Harris, chỉ mới 59 tuổi, trẻ hơn ông Trump gần 20 tuổi. Nhóm chiến dịch hàng đầu của Đảng Dân chủ, ODP Democrats, đã bắt đầu chỉ trích tuổi tác của ông Trump chỉ vài giờ sau khi ông Biden tuyên bố ủng hộ bà Harris nhận đề cử của đảng. Họ đăng trên mạng xã hội rằng ông Donald Trump đã 78 tuổi và đang trong tình trạng suy giảm nhận thức sâu sắc, ông ấy nên kết thúc chiến dịch tranh cử của mình ngay lập tức sau tuyên bố ngừng tranh cử của tổng thống joe biden phó tổng thống kamala harris chính thức chia tay vai trò hậu thuẫn trở thành một ứng viên tranh cử trên đường đua vào nhà trắng sự xuất hiện của một ứng viên trẻ tuổi hơn ông trump người vừa nhận đề cử chính thức của đảng cộng hòa đã giải quyết thành công mối lo của đảng dân chủ về vấn đề tuổi tác đồng thời giúp bà harris giành được nhiều sự ủng hộ từ cử tri và những người đồng đảng reuters đưa tin đa số các đảng viên dân chủ trên toàn quốc đều công khai đứng về phía bà harris trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Theo ước tính của CNN, Phó Tổng thống đã nắm trong tay số phiếu nhiều hơn 1976, đủ điều kiện giành được đề cử trong vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Dân Chủ. 36 giờ sau khi phát động chiến dịch tranh cử, bà Kamala Harris thu về số tiền gây quỹ 100 triệu đô la Mỹ, vượt xa bất kỳ ứng viên Tổng thống nào trong lịch sử. Bên cạnh đó, khoảng 58.000 tình nguyện viên cũng vừa đăng ký tham gia đội ngũ vận động của Phó Tổng thống. Theo kết quả thăm dò mới được công bố của Reuters Ipsos, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang dẫn trước 2% so với cựu Tổng thống Donald Trump về tỷ lệ ủng hộ. Đây là một tín hiệu tốt đối với Đảng Dân Chủ. Theo một khảo sát tiến hành trước khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố ngừng tranh cử, tỷ lệ ủng hộ ông chủ Nhà Trắng kém 2 điểm phần trăm so với của đối thủ Trump. Theo nhận định của lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, Hakim Jeffrey và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Chuck Schumer, người tiếp đuốc của Tổng thống Joe Biden, đã có một khởi đầu tuyệt vời trên đường đua tranh cử. Tiếp nối di sản của người đi trước, trong trường hợp này là tổng thống Biden, có thể mang lại những rủi ro nhất định cho bà Harris. Theo chuyên gia nghiên cứu quan hệ quốc tế thuộc Đại học Saint Andrews của Scotland, ông Philip O'Brien, chính quyền của bà Harris sẽ không khác nhiều so với chính quyền ông Biden. Điều này đồng nghĩa, ngoài việc tiếp nối những quyết sách bảo vệ quyền phá thai mang lại nhiều sự ủng hộ, bà Harris cũng phải tìm cách đảo ngược suy nghĩ của các cử tri trong các vấn đề kinh tế, biên giới và viện trợ nước ngoài. Ông Trump thường dẫn đầu cuộc thăm dò dư luận đối với các vấn đề này. Đặc biệt trong vấn đề biên giới, Phó tổng thống không nhận được nhiều thiện cảm từ người dân. Vào đầu nhiệm kỳ, bà Harris đã được giao nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới Mỹ-Mexico. Một số sai lầm và các phát biểu gây tranh cãi sau đó, bao gồm các phát biểu tại cuộc phỏng vấn trên Đài NBC hồi năm 2021 với người dẫn chương trình Lester Holt đã khiến bà trở thành mục tiêu công kích của đảng đối lập. Mới đây, Chủ tịch FEC Shin Kuxi, một nhân vật do ông Trump bổ nhiệm, đã đăng một đoạn trích dẫn đạo luật tài trợ chiến dịch trên mạng xã hội X, yêu cầu ứng viên hoàn trả các khoản đóng góp sau khi ngừng tranh cử. Trước những chỉ trích từ phía đảng Dân Chủ cho rằng, bài đăng của ông đang gây ra bất ổn và ngờ vực trong hệ thống tài trợ chiến dịch của quốc gia, ông Kuxi lập tức đáp trả, tất cả những gì tôi làm là trích dẫn các quy định của liên bang, tại sao đảng Dân Chủ lại sợ luật này? Ngoài ra, theo các nhà quan sát, chiến dịch tranh cử của ông Trump sẽ cố gắng biến lý lịch công tố viên thành điểm bất lợi đối với Phó Tổng thống Harris bằng cách nhấn mạnh vào thành tích cải cách tư pháp của cựu tổng thống, đồng thời tấn công các quyết định truy tố và ân xá trước đây của bà Harris. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vắng mặt một cách đáng chú ý trong bài phát biểu của nhà lãnh đạo Israel trước Quốc hội Mỹ ngày 24 tháng 7. Các nhà phân tích cho rằng đây là tín hiệu rõ ràng về mối quan ngại của bà đối với thương vong của dân thường trong cuộc xung đột ở giải Gaza. Bà Harris chưa từng phản đối các chính sách của ông Biden về vấn đề Israel. Tuy nhiên, bà luôn là quan chức chính quyền Mỹ lớn tiếng kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột. Ông Colin Clark, giám đốc nghiên cứu tại Sofan Group, nhận định rằng với việc ông Biden bất ngờ rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, bà Harris sẽ có cơ hội làm lại từ đầu về một vấn đề mà trước đó có nguy cơ làm mất lòng một bộ phận cử tri dân chủ trước cuộc bầu cử tháng 11 tới. Ông nói, Cuộc xung đột ở Gaza là vấn đề mà ông Biden và bà Harris có sự khác biệt nhất. Tôi nghĩ sẽ có những người trong phe của bà thúc đẩy bà nêu rõ sự khác biệt đó. Ông Biden đã ủng hộ mạnh mẽ cuộc xung đột của Israel chống lại Hamas kể từ khi phong trào này bất ngờ tấn công miền nam Israel. Ông chủ nhà trắng cũng vẫn tiếp tục viện trợ quân sự cho Tel Aviv mặc dù có những bất đồng với thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trong khi bà Harris không phản đối chính sách của ông Biden về vấn đề này, tuyên bố của bà về cuộc xung đột có phần tế nhị hơn ông chủ nhà trắng. Hồi tháng 3, bà đã đưa ra những tuyên bố được coi là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của bất kỳ viên chức chính quyền Mỹ nào khi bà kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt nỗi thống khổ tột độ của người dân và chỉ trích Israel vì không cung cấp đủ viện trợ cho Gaza. Sau đó, bà đã đưa ra một loạt phát biểu được coi là vượt giới hạn của nhà trắng về số thương vong và tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza. Vấn đề này giờ đây sẽ càng được chú ý hơn khi ông Netanyahu đến thăm Washington. Phản ánh thực tế mới của một tổng thống sắp mãn nhiệm và người thay thế ông làm ứng cử viên của Đảng Dân chủ, ông Biden và bà Harris sẽ có các cuộc họp riêng với thủ tướng Israel. Chiến dịch của bà Harris cho biết chuyến đi vận động tranh cử đã lên lịch trước đó đến một hội nữ sinh da màu ở Indianapolis, khiến bà không thể đảm nhiệm vai trò thông thường của một phó tổng thống là chủ trì quốc hội trong chuyến thăm của ông Netanyahu nhóm tranh cử của bà đã nhanh chóng hành động để dập tắt những lời chỉ trích. Một cố vấn nói và lưu ý rằng bà Harris đã đưa ra cam kết không lay chuyển đối với an ninh của Israel. Chuyến vận động tranh cử của bà Harris đến Indianapolis vào ngày 24 tháng 7 không nên được hiểu là sự thay đổi lập trường của bà đối với Israel. Chuyên gia Clark cho rằng quyết định của bà Harris không hẳn là lạnh nhạt, nhưng rõ ràng ông cho rằng nếu bà Harris muốn dự sự kiện đó, bà có thể. Đó là một tín hiệu cho thấy mọi thứ sẽ khác. Cuộc chiến ở Gaza vẫn là một yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Chính sách của ông Biden đã khiến nhiều cử tri Đảng Dân chủ tức giận và đe dọa hy vọng giành chiến thắng của đảng ông tại tiểu bang Michigan, nơi có đông đảo người Mỹ gốc Ả Rập sinh sống. Song bà Harris và gia đình bà đã đi ngược lại sự chia rẽ chính trị về vấn đề này. Quân đội Mỹ đã công bố quyết định từ bỏ chương trình máy bay trinh sát tấn công tương lai Fara sau khi đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ đồng thời tuyên bố sẽ ngừng sản xuất trực thăng UH-60V Black Hawk từ năm 2025. Quyết định này được đưa ra bởi những phân tích về tình hình xung đột đang diễn ra tại Đông Âu, nơi các thiết bị không người lái lên ngôi. Phát biểu về các quyết định này, tham mưu trưởng lục quân Mỹ Randy Gior cho biết cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến Washington nhận ra rằng hoạt động trinh sát đường không đã thay đổi một cách căn bản thông báo từ bỏ dự án trực thăng mới của Lầu Năm Góc còn đáng chú ý hơn bởi chương trình FARA đang ở trong giai đoạn cuối. Các nhà thầu được lựa chọn trước đó thậm chí đã chế tạo xong nguyên mẫu để đưa vào thử nghiệm và đánh giá lần cuối. Xem xét những tổn thất nặng nề về trực thăng trong cuộc xung đột ở Ukraine, quân đội Mỹ nhận định việc chuyển sang sử dụng máy bay không người lái giá cả phải chăng hơn là điều hợp lý. Máy bay không người lái UAV hay còn gọi là thiết bị bay không người lái, drone, cỡ lớn, hủy bỏ chương trình FARA sẽ giúp giải phóng hàng tỷ đô la Mỹ ngân sách để đầu tư vào lĩnh vực drone. Khí tài, nhiều chuyên gia tin rằng có thể đổi đáng kể diện mạo chiến trường dựa trên những gì đang diễn ra tại Ukraine. Drone có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ trực thăng thường làm, từ thu thập thông tin tình báo, trinh sát cho đến thực hiện các cuộc tập kích bằng tên lửa không đối không, không đối đất và vũ khí dẫn đường chống tăng ATGW. Đồng thời, chúng có giá thành rẻ và kích thước nhỏ hơn trực thăng rất nhiều nên khó bị nhắm mục tiêu hơn. Một lợi thế nữa của drone là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Drone hiện vẫn chủ yếu được điều khiển từ xa, song trong tương lai có thể tích hợp AI một cách đại trà giúp chúng trở thành vũ khí bán tự động hoặc hoàn toàn tự động. Trước đó trong bài bình luận đăng tải trên tạp chí Aviation Week, nhà phân tích hàng không và quốc phòng Charles Tusa nhận định những tiến bộ công nghệ của cảm biến và vũ khí phòng không trên chiến trường Ukraine đã khiến hoạt động của máy bay trực thăng trở nên kém hiệu quả hơn. Có nhiều yếu tố khiến cả Nga lẫn Ukraine bị tổn thất nặng nề về máy bay trực thăng. Trước tiên, hầu hết hoạt động của trực thăng trên chiến trường Ukraine đều được thực hiện vào ban ngày, vì thế nguy cơ rủi ro sẽ cao hơn. Thứ hai, ông Greg Coker, cựu phi công lái máy bay AH-6 Little Bird, kỳ cựu của Mỹ đã có hàng chục năm phục vụ trong quân đội Mỹ đánh giá các bên đang thiếu những biện pháp hiệu quả để giúp trực thăng của họ chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn. Không phải trực thăng nào tham chiến cũng được trang bị các thiết bị tác chiến điện tử gây nhiễu để phòng vệ trước hỏa lực chính xác cao của đối phương. Trực thăng tấn công được thiết kế để hỗ trợ quân đội và xe tăng trên chiến trường. Dù được trang bị vũ khí mạnh mẽ, nhưng chúng cũng rất dễ bị tổn thương nhà phân tích hàng không và quốc phòng của công ty Agency Partner có trụ sở tại Anh, Chad cho biết, kể từ những ngày đầu của xung đột, hệ thống phòng không của cả hai bên đã có tác dụng gian đe rõ ràng đối với các hoạt động của trực thăng. Văn phòng báo chí Tổng thống Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin vừa có cuộc gặp Tổng thống Syria Basar al-Assad tại Điện Kremlin. Tổng thống Putin nói với ông Assad rằng Tôi rất quan tâm đến ý kiến của ngài về tình hình chung trong khu vực đang diễn ra như thế nào. Thật không may, chúng ta có thể thấy xu hướng căng thẳng đang diễn ra. Điều này cũng tác động trực tiếp với Syria. Ông Al-Assad nói với Tổng thống Putin rằng, xét đến tất cả sự kiện đang diễn ra trên toàn thế giới và ở khu vực Á-Âu hiện nay, cuộc họp của chúng ta hôm nay dường như rất quan trọng để thảo luận về tất cả diễn biến của những sự kiện này, cũng như để thảo luận về các triển vọng và kịch bản có thể xảy ra. Cách đây ít hôm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng người đồng cấp Syria Bashar al-Assad nhân kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, đồng thời khẳng định Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ Damas bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Nội dung điện mừng của Tổng thống Putin có đoạn Tôi muốn khẳng định rằng Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Cộng hòa Ả Rập Syria trong công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định chính trị nội bộ sự phát triển hơn nữa của toàn bộ mối quan hệ toàn diện nga syria đáp ứng đầy đủ lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta phù hợp với mục tiêu củng cố hòa bình và ổn định ở cấp khu vực và quốc tế đáp lại ông putin theo hãng thông tấn nhà nước Syria sana trong thông điệp tổng thống syri basa al assad cho rằng bất chấp áp lực liên tục và những nỗ lực làm suy yếu quyết tâm của hai nước damas và moscow đã ủng hộ lẫn nhau trong 8 thập kỷ và vẫn kiên định với cam kết của mình về các giá trị và phẩm giá khẳng định chính sách của nga thể hiện vị thế của nước này là một lực lượng vì hòa bình tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác ông assad nhấn mạnh lập trường không lay chuyển của moscow sẽ mở đường cho một thế giới đa cực tổng thống syri tuyên bố trước sự bá quyền mà chúng ta đang phải đối mặt và cuộc chiến mà chúng ta đang chứng kiến phản ứng cuối cùng là sự kiên cường chứ không phải là rút lui hay thất bại nhà lãnh đạo cũng chúc mừng người dân nga về mối quan hệ bền chặt lâu dài và sự tin tưởng lẫn nhau với người dân syri theo nhận định của Tom Devan, học giả cấp cao tại Quỹ Carnegie châu Âu, chuyên gia về Đông Âu và khu vực Caucasus, mới đây, trong một quá trình bắt đầu vào năm 2018 và tăng tốc vào năm 2022, quan hệ giữa Armenia và Nga ngày càng rạn nứt. Dù quan hệ thể chế chính thức vẫn được duy trì hay các cuộc tiếp xúc cấp cao vẫn tiếp tục và mối quan hệ kinh tế đã trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, nhưng thực tế là chính phủ Armenia do Thủ tướng Nikol Pashinyan lãnh đạo đang tích cực tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Moscow. Gần đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Armenia là một quốc gia có chủ quyền trong việc lựa chọn các lĩnh vực hợp tác mà họ ưu tiên. Họ là đồng minh của chúng tôi, một đất nước anh em. Chúng tôi tôn trọng động thái tìm kiếm, các đối tác của Armenia, nhưng chúng tôi không muốn cuộc tìm kiếm này được thực hiện theo con đường mà chính quyền Ukraine từng lựa chọn ông peskov khẳng định nga quyết tâm phát triển quan hệ với quốc gia liên xô cũ và đồng minh lâu năm armenia armenia đã đóng băng sự tham gia của mình vào hiệp ước quân sự do nga đứng đầu tổ chức hiệp ước an ninh tập thể csto armenia cũng đã chấp nhận một lực lượng giám sát biên giới dân sự do eu đứng đầu từ chối đề xuất của nga về lực lượng này ngoài ra armenia đã gia nhập tòa án hình sự quốc tế và thủ tướng pashinyan đã gặp công khai hay trong số những đối thủ của moscow Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Belarus Lưu Vong Svetlana Tsikhanouskaya. Các quan chức phương Tây đã ủng hộ động thái này. Trước đó, một cuộc họp cấp cao tại Bruxelles có sự tham dự của Thủ tướng Armenia Pashinyan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Joseph Borrell và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi thông điệp ủng hộ chính trị tới Armenia. Họ cũng cam kết hỗ trợ tài chính bổ sung cho Armenia. Trong khi đó, Nga từng cảnh báo nguy cơ đồng minh thân cận Armenia lạc lối vì tăng cường hợp tác với phương Tây. Nga cáo buộc phương Tây có những lời hứa phù phiếm với Armenia nhằm kéo quốc gia này khỏi Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO và Liên minh Kinh tế Á-Âu EAEU, cũng như khiến Moscow rút căn cứ quân sự khỏi quốc gia đồng minh. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào điểm yếu của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Ông Viktor Litovkin, đại táo quân đội Nga đã nghỉ hưu và là nhà phân tích quân sự cho biết khi bình luận về khả năng các máy bay chiến đấu F-16 sẽ được đồn trú tại sân bay Starokonstantinov, dường như cơ sở Starokonstantinov thời Liên Xô đã được chuẩn bị tốt để tiếp nhận các máy bay F-16. Loại chiến đấu cơ thường cần một sân bay tiên tiến, không chỉ được trang bị đường băng tốt mà cần cả tháp chỉ huy, các trạm radar cũng như các nhà máy nhỏ để tạo không khí áp suất cao và lọc dầu hàng không ngoài ra theo nhà phân tích người nga cần phải có các nhà chứa máy bay hoặc nhà kho để lưu trữ đạn dược tên lửa không đối không và tên lửa không đối đất cùng các nhà chứa máy bay bằng bê tông để chúng không bị phá hủy trên mặt đất trong trường hợp bị kẻ thù tấn công vị chuyên gia này cho rằng nhiều dấu hiệu cho thấy tất cả cơ sở hạ tầng này hiện có thể đã được ukraine chuẩn bị tại sân bay staroconstantinov Nhà phân tích Litokin giải thích lực lượng không quân Nga liên tục tấn công sân bay Staro cũng như các sân bay khác. Điều đó có nghĩa là giới lãnh đạo cấp cao của Moscow đã biết rõ ý định của Ukraine và đang theo dõi chặt chẽ các sân bay này. Theo ông, mục tiêu chính của các cuộc không kích là phá hủy các cơ sở và ngăn chặn F-16 được triển khai trên lãnh thổ Ukraine. Ông nói thêm rằng lực lượng nga rất có thể sẽ sử dụng tên lửa Iskander trong các cuộc không kích để gây thiệt hại tối đa cho các sân bay quân sự của Ukraine, bao gồm cả cơ sở Staroconstanitov. Hà Lan và Đan Mạch là một trong những quốc gia đầu tiên đồng ý cung cấp F-16 cho Ukraine. Nhà trắng sau đó đã xác nhận rằng Kiev sẽ nhận được các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất từ các nước thứ ba sau khi các phi công Ukraine hoàn thành khóa đào tạo vận hành vũ khí này. Trong tuyên bố hồi tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Moscow sẽ coi các máy bay chiến đấu đa năng F-16 do Ukraine vận hành là vũ khí có khả năng hạt nhân. Bộ trên tuyên bố, chúng tôi không thể bỏ qua thực tế rằng những chiếc máy bay này là nền tảng có mục đích kép, có thể được sử dụng cho cả nhiệm vụ hạt nhân và phi hạt nhân. Bất kể máy bay được cung cấp cho Ukraine dưới dạng nào, chúng tôi sẽ coi chúng là có khả năng hạt nhân và chúng tôi sẽ coi bước đi này của Mỹ và NATO là một hành động khiêu khích có chủ đích. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ngay cả khi phương Tây chuyển giao máy bay F-16 cho Kiev thì điều này cũng sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường. Nga liên tục cảnh báo về việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, nói rằng điều này chỉ kéo dài cuộc xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đây đã nói rằng việc cung cấp vũ khí mới, bao gồm cả F-16, không thể thay đổi cơ bản tình hình trên thực địa. Chuẩn tướng Ben Barry thuộc nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS bình luận, F-16 sẽ không phải là yếu tố thay đổi của xung đột vì Nga sẽ nhanh chóng tìm ra cách chống lại F-16 sau khi đã lường trước được điều này nhưng chúng rất hữu ích khi có thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong hệ thống phòng không của Ukraine. Về phần mình, ông Jim Taussan, một thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, nhấn mạnh rằng mọi người không nên mong đợi phép màu từ F-16. đều dễ bị tổn thương là những sân bay phục vụ F-16 sẽ là những mục tiêu hấp dẫn và nga đã tấn công một số để cảnh báo về những chiếc F-16 này. Bộ Quốc phòng nga vừa xác nhận. Một máy bay trực thăng vũ trang hạng nặng Mi-28N đã bị rơi, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. hãng tin Tass dẫn thông tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Chiếc trực thăng Mi-28 rơi trong chuyến bay thường lệ ở vùng Kaluga, phía tây Nga. Bộ Quốc phòng Nga nói, chiếc trực thăng Mi-28 đã bị rơi ở vùng Kaluga khi đang thực hiện chuyến bay thường lệ. Chiếc trực thăng đã rơi xuống một khu vực hoang vắng, không có thiệt hại nào trên mặt đất. Phi hành đoàn đã thiệt mạng. Theo quân đội nước này, thông tin ban đầu cho thấy trục trặc kỹ thuật là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trực thăng. Bộ Quốc phòng Nga thông tin, một ủy ban thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã làm việc tại hiện trường vụ tai nạn. Năm ngoái, một máy bay trực thăng tấn công Mi-28 hai chỗ ngồi của Nga cũng đã bị rơi ở phía bắc Krym, khiến cả hai phi công đều thiệt mạng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay rơi trong một chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch và không có đạn dược trên khoang, không có thương vong hoặc thiệt hại tài sản nào khác trên mặt đất. Một số hãng truyền thông Nga đưa tin, Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do trục trặc kỹ thuật. Chiếc trực thăng rơi gần làng Svetloe, cách thành phố Dzhankoy khoảng 20 km về phía đông nam. Mi-28 là trực thăng tấn công được thiết kế để tìm kiếm và tiêu diệt xe bọc thép, mục tiêu trên không và nhân lực của đối phương. Phiên bản Mi-28N có hệ thống gánh quạt mới giúp hoạt động ổn định hơn trong môi trường khí hậu khô nóng và ở độ cao lớn. Một trong những cải tiến quan trọng nhất chính là phi công có thể kết nối và chỉ huy máy bay không người lái ngay cả khi đang bay. Nhiều lần, Mi-28N thực hiện chiến thuật đi săn tự do trên chiến trường, điều mà Nga đã rất thành công tại Syria. Các trực thăng tấn công hạng nặng này thường xuyên thực hiện các chuyến bay đêm. Bên cạnh đó, dòng trực thăng mới này có lớp giáp bảo vệ kiên cố hơn, đi kèm với đó là động cơ VK-2500-01 mạnh hơn, được trang bị hệ thống giảm nhiệt phát thải hoàn toàn mới cùng hệ thống điều khiển đã được nâng cấp hiện đại hóa sâu. Ngoài ra, Mi-28N còn được trang bị thùng dầu có khả năng chống cháy nổ. Để đảm bảo uy lực chiến đấu. Mi-28N được trang bị những loại tên lửa chống tăng đời mới nhất. Trong đó có 9M123M Chrysanthema, VM tiên tiến nhất với phương thức điều khiển hai kênh bằng tia laser và sóng vô tuyến. Không chỉ thế, Mi-28NE còn có thể mang được nhiều loại vũ khí có và không có điều khiển khác nhau như tên lửa chống tăng 9M1201 Ataka VM, hay rocket hoặc bom có trọng lượng tới 500 kg. Giới phân tích quân sự cho rằng Sức mạnh của dòng trực thăng tấn công Mi-28N là rất đáng nể. Chúng hoàn toàn có thể nằm cùng hàng trên biểu đồ sức mạnh các dòng trực thăng tấn công trên thế giới. Mới đây, Bộ Nội vụ Nga thông báo hai người đã bị thương trong vụ nổ xe hơi tại một bãi giữ xe ở miền Bắc thủ đô Moscow. Theo cơ quan này, vụ nổ gây ra bởi một vật thể không xác định. Cơ quan chức năng đang mở một cuộc điều tra hình sự từ các tình tiết của vụ việc cũng như bắt giữ những đối tượng tình nghi ngoài các chi tiết trên, Bộ Nội vụ Nga chưa cung cấp thông tin cụ thể nào khác sau vụ nổ. Theo cập nhật mới nhất của báo Kommersant, Nga, người đàn ông bị thương hiện 49 tuổi, là sĩ quan tại cơ quan tình báo quân đội Nga. Còn theo TASS, người đàn ông bị thương là Andrei Togashov, là một quân nhân tham gia kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine. Hãng thông tấn cho hay, các nhà điều tra đang xem xét khả năng ông Togashov bị nhắm đến bởi chức vụ của ông trong quân đội. Đại diện cơ quan thực thi pháp luật cho biết, lực lượng điều tra đang lấy lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường liên quan đến diễn biến vụ nổ tài khoản telegram baza đưa tin một chiếc xe chở bom đã tông vào chiếc toyota land cruiser của vị sĩ quan và vợ hãng thông tấn tass cũng đưa tin rằng một chiếc toyota land cruiser đã phát nổ ngay sau khi người đàn ông này và vợ bước vào xe khiến hai chân của ông bị thương nghiêm trọng ngoài ra năm chiếc xe khác cũng bị hư hại sau vụ nổ một đoạn video khác trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng cho thấy trước đó có một người đã bỏ xuống gầm xe, nghi để cài bom. Vị sĩ quan này được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, với vết thương nặng ở cả hai chân do một quả bom đặt dưới ghế lái của chiếc xe gây ra. Ngoài ra, vợ của ông cũng bị thương và đang được chăm sóc y tế. Cơ quan chức năng đã mở vụ án hình sự về tội cố ý giết người và tàng trữ trái phép súng đạn. Nhiều nhân vật liên quan quân đội và ủng hộ Nga đã bị nhắm đến trong những vụ đánh bom từ năm 2022 khi Moscow triển khai hoạt động quân sự tại Ukraine trong đó có nữ nhà báo Daria Dugina thiệt mạng trong vụ đánh bom xe vào tháng 8 năm 2022. Blogger quân sự Vladlen Tatarsky thiệt mạng trong vụ nổ tại quán cà phê ở St. Petersburg vào tháng 4 năm 2023. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sitsky cho biết máy bay chiến đấu F-16 sẽ tăng cường khả năng tác chiến trên không của Ukraine cho phép Kiev tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất vị quan chức thừa nhận F-16 vẫn tồn tại một số hạn chế, do đó máy bay phải duy trì khoảng cách so với tiền tuyến trên 40 km để tránh bị phòng không Nga bắn hạ hoặc phá hủy. Ông nói thêm rằng Nga đang đạt được ưu thế trên không với không quân mạnh mẽ và hệ thống phòng không đáng gờm. Nga trong thời gian qua liên tục tấn công vào các sân bay gần tiền tuyến của Ukraine, phá hủy các tiêm kích của đối thủ. Điều này đặt F-16 vào rủi ro khi tiêm kích được bàn giao cho Ukraine. Đó cũng là lý do mà ông Sisky cho rằng Ukraine sẽ phải phụ thuộc hơn nữa vào UAV để đối phó Nga. Ông tuyên bố Ukraine sử dụng UAV rất hiệu quả và đang thử nghiệm hệ thống robot mặt đất có thể làm nhiệm vụ hậu cần hoặc giải cứu thương binh. Cho đến nay, máy bay không người lái Ukraine đã nhắm mục tiêu vào khoảng 200 địa điểm cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga. Tất cả đều có liên quan đến hậu cần quân sự, bao gồm các nhà máy, kho nhiên liệu và đạn dược. Trong khi đó, xuồng tự sát không người lái Ukraine đã tấn công khoảng một phần ba tàu chiến có trong biên chế của hạm đội Biển Đen. Có thông tin cho biết, sân bay chính để Ukraine triển khai tiêm kích F-16 có thể đặt tại Starokonstantinov, nằm ở vùng Khmelnytsky. Sân bay có một vị trí chiến lược quan trọng vì nằm ở một khoảng cách xa đáng kể so với khu vực chiến đấu và cách các sân bay chính ở miền trung Ukraine khoảng 500 km, bao gồm các sân bay Donbass, Krivarov. Kulbakino, Nikolaev, Mirgorod, vùng Poltava và Aviatoskoe thuộc vùng Dnepropetrovsk. Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan đã cam kết cung cấp cho quân đội Ukraine ít nhất 60 máy bay F-16 vào cuối năm nay. Vào đầu tháng 7, chính phủ Hà Lan thông báo việc chuyển giao những chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên trong lô 24 chiếc sắp diễn ra. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết lô máy bay F-16 đầu tiên đang được chuyển từ Đan Mạch và Hà Lan đến Ukraine và F-16 dự kiến sẽ xuất hiện trên bầu trời Ukraine vào mùa hè này. Ukraine vừa qua đưa tin Biển Đen ghi nhận sự hiện diện của 4 tàu chiến nga, trong đó có hai tàu mang theo tên lửa hành trình Kalib. Tổng số tên lửa có thể phóng lên tới 12. Cùng thời điểm, Ukraine cũng phát hiện hai tàu chiến nga trên vùng biển Azov và một tàu trên biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, các tàu chiến trên không được trang bị tên lửa. Truyền thông Ukraine đưa tin Nga đã bắt đầu nối lại các cuộc tấn công tên lửa Kalib từ tàu chiến. Trước đó, Nga được cho là đã đưa các tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen đi xa khỏi vùng biển này và cảng chính ở Crimea sau nhiều vụ tấn công của Ukraine. Từ khi xung đột nổ ra, quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng các thiết bị không người lái, tên lửa hành trình tấn công hạm đội Biển Đen Nga, đặt trụ sở tại Sevastopol ở bán đảo Crimea. Việc này được cho là đã khiến Nga phải đưa các tàu đi khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Quay trở lại việc tàu chiến Nga xuất hiện tại Biển Đen mang theo tên lửa hành trình Kalib. Được biết, tên lửa hành trình Kalib là tên được đặt cho toàn bộ dòng tên lửa chống hạm, chống tàu ngầm, tấn công mặt đất, tàu ngầm, tàu chiến. Và dự kiến trong tương lai, tên lửa hành trình phóng từ mặt đất của Nga với tầm hoạt động từ 220 tới 4.500 km, mang theo trọng tải từ 400 tới 500 kg chất nổ mạnh hoặc vũ khí hạt nhân. Quá trình phát triển Kalip bắt đầu vào những năm 1980 và lần đầu tiên ra mắt tại một triển lãm quân sự vào năm 1993. Các ưu điểm chính của tên lửa là thiết kế mô-đun, khả năng chống lại nhiều loại mục tiêu khác nhau và được phóng bằng nhiều nền tảng trên biển và trên không bên cạnh đó, kalib có tốc độ và tầm bay ấn tượng cho phép nó tồn tại nguyên vẹn trong thời kỳ chuyển tiếp hậu Xô Viết. Các nhà quan sát quân sự nga đánh giá kalib là một trong những loại tên lửa tầm xa hiệu quả nhất được sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine cho đến nay, với hệ thống dẫn đường quán tính tự động, khả năng chống nhiễu, khả năng bám sát mặt đất khi bay và tăng tốc trong giai đoạn cuối. Trong khi đó, Biển Đen là lối ra phía Tây Nam của Nga với thế giới. Qua đó, Nga có thể tiến vào biển Địa Trung Hải và sau đó dẫn tới các đại dương trên thế giới. Biển Đen nối liền Nga với khu vực Đông Âu và Trung Đông. Lộ trình từ Nga đến Trung Đông và Bắc Phi nếu thông qua Biển Đen và Địa Trung Hải chính là lộ trình ngắn nhất. Hiện nay, trong bối cảnh tình hình giữa Nga và Ukraine tiếp tục nóng lên, khu vực Biển Đen một lần nữa trở thành tâm điểm. Trên chiến tuyến gần thành phố công nghiệp Kramatorsk, những binh sĩ Ukraine canh giữ chiến hào cho biết họ đang thiếu hụt loại vũ khí cực kỳ quan trọng, đó là đạn pháo 155mm. Cuộc khủng hoảng đạn dược của Ukraine đã khiến xung đột xoay chuyển theo hướng có lợi cho Nga. Nhiều người trong số họ đã đổ lỗi cho Quốc hội Mỹ về tình trạng khan hiếm nguồn cung. Họ cho rằng Quốc hội Mỹ đã không nhanh chóng phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ vốn được thông qua hồi tháng 4 năm 2024 sau nhiều tháng trì hoãn. Nhưng khi nguồn cung cấp mới được chuyển giao, Ukraine vẫn bị áp đảo về vũ khí và đạn dược. Theo Reuters, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng đạn dược tại Ukraine bắt đầu từ cách đây nhiều năm, có nguồn gốc từ các quyết định và tính toán sai lầm của quân đội Mỹ lẫn đồng minh trong khối NATO xảy ra rất lâu trước khi Nga phát động kế hoạch quân sự của Nga năm 2022. Những sai lầm về chiến lược, tài trợ và sản xuất của phương Tây trong một thập kỷ qua đã góp phần không nhỏ vào việc gây ra cuộc khủng hoảng. Những khẩu pháo lớn và đạn dược là yếu tố then chốt quyết định khả năng của Kiev trong việc định hình chiến tuyến dài 1.000 km. Pháo binh có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Các loại đạn cỡ 155mm và những loại đạn tương tự được cho là rất quan trọng vì chúng có sức nổ và tầm bắn mở rộng cần thiết để phá hủy thiết giáp cũng như gây thương vong cho đối phương. Theo đánh giá của các chỉ huy Ukraine, kể từ khi xung đột bắt đầu, pháo binh đã gây ra hơn 80% trường hợp thương vong cho cả hai bên. Thiếu tá Anton Bajev, người giúp điều phối việc hỗ trợ pháo binh cho quân tiền tuyến Ukraine ở rừng Kremina cách Kramatorsk khoảng 60 km, cho biết tình trạng thiếu đạn pháo khiến ông cảm thấy lo lắng. Ông nói rằng bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, nguồn cung cấp đạn pháo cũ của Liên Xô gần như không còn nữa và đạn pháo 155mm sắp cạn kiệt. Vào mùa xuân, có những thời điểm cả lữ đoàn của ông chỉ có 4 quả đạn pháo mỗi ngày để bảo vệ vùng lãnh thổ kéo dài hàng chục km. Theo ông Dubus, trợ lý thư ký của quân đội Mỹ về mua sắm, hậu cần và công nghệ, sự chậm trễ của Quốc hội Mỹ trong việc thông qua các khoản viện trợ dành cho Ukraine đã gây ra tác động trên tiền tuyến. Hồi đầu cuộc xung đột, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cam kết giúp Ukraine thay thế những loại pháo cũ có từ thời Liên Xô bằng các loại pháo hiện đại hơn, đến cuối năm 2023, nguồn cung cấp đạn pháo từ thời Liên Xô dành cho Ukraine, loại đạn tầm xa tiêu chuẩn có đường kính 152mm, đã gần như cạn kiệt. Sự thiếu hụt loại đạn tương tự từ phương Tây cùng nhu cầu cấp thiết về vũ khí của Ukraine đã khiến Mỹ phải tìm kiếm loại đạn này từ các quốc gia khác, thậm chí rút một số lượng đáng kể từ kho dự trữ của nước này. Ngoài ra, có một thực tế là trong khi Nga có thể chuyển hướng nền kinh tế sang thời chiến tăng cường mua đạn pháo từ các nước đồng minh và đối tác thì sự thiếu hụt đạn pháo đang bào mòn các lực lượng Ukraine trên tiền tuyến. Vào tháng 10 năm 2023, Ukraine đã phải kết thúc cuộc tấn công một cách đột ngột và quân đội nước này buộc phải chuyển từ hoạt động pháo kích sang hoạt động phòng thủ, bắt đầu đào các chiến hào. Với số lượng pháo binh hạn chế, Ukraine không đủ khả năng tấn công mạnh mẽ để ngăn chặn bước tiến của Nga. Các chỉ huy của Kiev cũng lo ngại quân đội Nga có thể tràn vào và chiếm lĩnh các vị trí của họ bất cứ lúc nào. Theo các chỉ huy Ukraine, số lượng đạn pháo của Nga và Ukraine chênh nhau với tỷ lệ 5-1. Nếu như Nga bắn ít nhất 5 quả thì Ukraine chỉ có thể bắn 1 quả. Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ trầm trọng. Ông Volodymyr Havrilov, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, ngay cả trước khi các nguồn tài trợ từ Quốc hội Mỹ bị trì hoãn, họ đã được giới chức Mỹ thông báo rằng không thể sản xuất đạn pháo nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu chiến đấu của các binh sĩ trên tiền tuyến. Một số quan chức Mỹ nói rằng Ukraine nên thay đổi cách tiếp cận với cuộc xung đột và tự tìm cách khắc phục khi nguồn cung đạn dược bị giảm. Mới đây, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Kiev sẵn sàng đàm phán với Nga nếu Moscow sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí. Phát biểu trong cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Ông Kuleba nhấn mạnh, phía Ukraine sẵn sàng tiến hành đối thoại và đàm phán với phía Nga. Tất nhiên, các cuộc đàm phán phải hợp lý và thực tế nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Trước đó, trong cuộc gặp quốc vụ Khanh, tức người đứng đầu chính phủ Vatican, Hồng Y Pietro Parolin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông hiểu sự cần thiết và chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Tại cuộc gặp, ông Zelensky nói rằng đương nhiên cần sớm kết thúc xung đột để không gây thêm thương vong. Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình của phía Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng thông điệp này có thể nói là nhất quán với quan điểm của Liên bang Nga. Khi được đề nghị bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Ukraine, Dmitry Kuleba, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov nói Các bạn biết rằng phía Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán, luôn duy trì sự cởi mở trong quá trình đàm phán. Nhưng ở đây, có những chi tiết quan trọng mà tôi và các bạn vẫn chưa biết. Cũng bình luận về triển vọng hòa đàm với Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nói với các phóng viên: "Không ai tin ông Zelensky". Bà Zakharova nhắc lại việc Ukraine và các nước ủng hộ phương Tây đã không làm gì để hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Zelensky cấm Kyiv tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào với giới lãnh đạo hiện tại ở Moscow. Ông Zelensky đã ban hành các sắc lệnh này vào mùa thu năm 2022 sau khi bốn vùng của Ukraine sáp nhập vào Nga sau trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, tuần trước Tổng thống Ukraine lại cho hay, ông thấy không có gì khác biệt trong việc phải đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin hay lãnh đạo Nga nào khác để kết thúc khủng hoảng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các tuyên bố của ông Zelensky chỉ nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình do ông đề xuất và kéo các nước ủng hộ sáng kiến này, bất chấp sự bác bỏ của Moscow. Theo hãng tin Reuters, hồi tháng 2, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đề xuất về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine nhằm đóng băng xung đột, nhưng đã bị phía Mỹ bác bỏ sau khi hai bên liên lạc qua kênh trung gian. Tiếp đó vào tháng 5, Reuters đưa tin rằng ông Putin bày tỏ sẵn sàng ngăn chặn xung đột ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn đạt được thông qua đàm phán. Nhưng người đứng đầu Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Kiev và phương Tây không phản ứng. Gần nhất là vào tháng 6, ông Putin cho biết Liên bang Nga sẽ chỉ chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu Kiev đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và bàn giao toàn bộ khu vực mà Moscow đã sắp nhập vào Nga, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại thúc đẩy công thức hòa bình 10 điểm, yêu cầu Nga rút binh sĩ khỏi các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền.